Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh cài đặt lượng nước của máy Vega Pegaso nha. Thì ở đây là một dòng máy pha của Ý rất là xịn, rất là gọi là chuẩn Ý đó, thì tại nó tỷ ra mà. Thì đại khái là một cái con máy giống như vậy, nó giá nó tầm khoảng cỡ 80 nha. Tại vì nó có những cái bản nâng cấp là nó có xài hai cái vòi đánh sữa, nó được nâng cấp lên thành cái ốc gỗ nè, và tay cầm cũng là ốc gỗ nha. Còn cái bạn bình thường là bạn khoảng 70 triệu thì nó sẽ không có, nó là đúng bằng màu đen như bình thường thôi, và tay cầm cũng tay cầm màu đen như bình thường thôi. Thì cần cà phê bán máy nguyên thùng nha. Rồi hôm nay vô vấn đề chính là mình sẽ hướng dẫn mọi người setup cái cài đặt lượng nước. Thì cài đặt lượng nước nó sẽ chia ra hai bên, mình gọi đây là bên trái, đây là bên phải nha. Thì khi mà mấy bạn cài cái bên phải này thì nó tự động nó copy sang cái bên trái này, tức là nếu mà cài bên phải này như thế nào thì bên trái này nó sẽ bắt chước theo. Rồi còn nếu mà các bạn cài bên trái thì chỉ một mình bên trái nó lưu cái đó thôi, còn bên phải thì nó vẫn giữ nguyên, nó không ảnh hưởng với bên phải. Thì cách mình cài máy là mình sẽ cài bên phải trước, nếu mà không có gì thay đổi thì mình sẽ cài thì không có cài bên trái nữa, còn nếu mà mình cần cài bên trái khác mình sẽ qua cài bên trái. Ok ha, mình sẽ cài bên phải trước. Rồi ok, thì cách cài là mình sẽ bấm giữ nút program này, bấm giữ nó, bấm giữ nó cho tới khi nào nó nhấp nháy đó, nó nhấp nháy thì mình sẽ vô chương trình mình cài đặt thôi. Ha, ví dụ mình đếm ha, 1 2 3 4 5, rồi phát nó ra ha, ấn cái nữa là phát ra. Rồi giờ đếm lại này, 1 2 3 4 5 là cài, là chỉ việc nhấn giữ này cho nó nhấp nháy ha. Rồi bây giờ mình cài cái bên này ha, cài bên này để bên kia nó copy luôn, cũng nhấn giữ cho khi nào nó nhấp nháy. Rồi thì mình cài nút này ha, nút là giữa nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, rồi phát nha. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, rồi mình thử coi nó có copy không nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó. Tức là nếu mà cài bên phải thì nó sẽ copy sang bên trái, còn nếu mà cài bên trái thì nó chỉ có lưu ở bên trái thôi. Rồi bây giờ cách cài nước như thế nào thì giờ mình sẽ giới thiệu mọi người nha. Mình là mình chuyên gia cài bằng nước thôi chứ mình không có thích cài bằng cà phê nha, tại vì cà phê thì nó sẽ bị nó qua cái cà phê rồi. Thì ví dụ bây giờ mấy bạn cài thì mấy bạn xài 14 gram, nhưng mà lúc mà pha mình xài tới 18 gram, nó chênh nhau 4 gram thì cái nước nó ra khác, nên là không có nói được là cài cà phê nó rất là thiếu chính xác. Mình nghĩ vậy thôi chứ còn ai thích cài thì cứ cài, lát nữa mình cũng sẽ cài bằng cà phê cho mọi người coi. Nhưng mà nó còn thêm một cái tình trạng nữa là thí dụ cái cà phê mà mọi người mới lấy máy về, cà phê người ta mới giao là cà phê mới rang, rồi hôm nay cài nước nó ra 60 ml, nhưng mà 2 tuần sau cái cà phê nó cũ đi mất 60 ml, giờ nó còn có 50 ml, thì cũng là một cái khiến mình hơi bị nhức đầu với khách hàng, là tại sao cứ phải giải thích là sao cái máy nó không có ra giống nhau. Thì tại vì là cái cà phê thôi. Còn bây giờ mình chỉ cho mọi người nè, cái nước nếu mà mọi người bấm 2 lần, tức là ví dụ mình lấy một nút bất kỳ nha, mình bấm 2 lần nước, rồi nó ra nhiều đầy nước nha, đó, nó ra nhiều đầy nước. Rồi bây giờ mình đổ đi, rồi mình bấm thêm lần nữa đó, nó cũng ra nhiều đầy nước, là 2 lần nước nó giống nhau thì cái máy nó bình thường. Mấy mấy bạn hình dung đúng không, mình bấm cùng một nút bấm mà cái đầu pha này không lắp tay cầm, không lắp gì hết, mà nước nó ra 2 lần giống nhau thì là cái máy pha cà phê nó bình thường. Còn nếu mà nó ra khác nhau là phần lớn là do thằng này chỉnh độ mịn máy xay, rồi chỉnh loại cà phê này. Rồi bây giờ mình sẽ cài nước ha. Cái nguyên tắc của mình đó là mình thích cài bằng nước thôi chứ mình không có cài bằng cà phê, tại vì máy nó bấm 2 lần nãy mình nói đó, máy nó bấm 2 lần thôi thì nó ra giống nhau thì nó là giống nhau. Mình sẽ cài bằng nước nha, thì tùy mọi người thôi, nhưng mà cái cách của mình nó là như vậy. Rồi bấm giữ ha, đó đèn nhấp nháy là bắt đầu vô chương trình được. Thì bây giờ mình sẽ lấy 50 ml mỗi bên là 100 ml á, thì ra tiêu chuẩn nó ra 60 ml, thì 40 ml còn lại nó sẽ nằm trong cà phê nha. Rồi ok, mình sẽ lấy mỗi bên 50 ml là tổng cộng là 100 ml nha.
Rồi. Ở bên 50 rồi 100 nha. Rồi cái nút kế tiếp, muốn cài nút kế tiếp thì mình chỉ tháo nó ra. Đổi hết đi. Đổi hết đi. Đổi hết nước đi. Rồi cài tiếp tục. Rồi cài nút kế bên nha. Cũng lấy 100 ml luôn. Thì lát nữa pha cà phê thử thì nó sẽ ra cỡ khoảng tầm 60 ml. Rồi hai nút. Rồi cho nước thứ ba cũng tháo ra, cũng đổ sạch sẽ nước ở trong đi nha. Rồi mình cài 4 nút giống nhau là tại vì ở Việt Nam mình bán cà phê nó có một cỡ, có cỡ chứ không có nhiều cỡ. 4 nút này là mấy bạn lưu được 4 chương trình khác nhau, nhưng mà ở Việt Nam xài chung nên là cài 4 nút giống nhau luôn để cho nhân viên không có bị nhầm. Rồi 3 nút. Rồi cũng lấy ra đổ hết. Rồi cái nút thứ tư nha. Rồi. Rồi mình thoát ra ngoài ha, cài xong là bây giờ thoát ra ngoài. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ pha cà phê thử coi nó ra bao nhiêu ml nha. Thì cái kiểu của mình nó là như vậy thôi chứ còn không có ép buộc ai hết, nhưng mà mình rất là ngại giải thích với khách hàng là tại sao mỗi lần nó ra khác nhau. Nên là mình chỉ có tập trung vào việc là nút này là nó chảy nước thôi, nó ra bao nhiêu ml nước thì là bấy nhiêu thôi. Nên mình lấy tiêu chuẩn là 16 gram ha, đúng 16 gram luôn á. 16 gram ha, 16 gram. Rồi khi mà ấy xong thì mình gỗ các bên thôi. Ai mà chưa biết thao tác pha cà phê thì mọi người coi lại clip trước của mình nha. Cũng đơn giản, clip này thì mình tập trung vô việc cài đặt nước thôi. Rồi mình gỗ xuống. Rồi dùng tumbler trợ lực. Xoay qua. Nó hạ xuống. Rồi xong. Khử bụi. Khử bụi sạch sẽ nữa là xong. Rồi ok. Rồi mình lắp vô máy ha, khi mà lắp vô máy thì bấm pha liền. Coi thử nó ra bao nhiêu ml nha. Dòng chảy nó chỉ nên nhỏ như vậy thôi. Rất là nhỏ, rất là chảy, rất là chậm. Rất là chậm. Thì bên mình cái gu cà phê nó hơi đắng tí xíu nên là mình sẽ lựa cái dòng chảy nó nhỏ như vậy thôi. Còn mấy bạn muốn chỉnh nhanh hơn thì chỉ việc chỉnh cái độ mịn cà phê cho nó to hơn là nó sẽ nhanh hơn nha. Thì bên mình xài cà phê xuất khẩu loại 1, bao gồm là Robusta xuất khẩu loại 1, Arabica cầu đất xuất khẩu loại 1, Arabica Lào xuất khẩu loại 1, Arabica Brazil xuất khẩu loại 1. Là 4 loại này nó trộn với nhau, giá nó tầm cỡ 250. Mùi rất là thơm nha. 4 loại loại 1 hết phối hợp với nhau nên là pha ra cái hương vị rất là phong phú. Tính ra khoảng tầm 4.000 đồng ly à. Nó cũng không có nhiều lắm đâu, nhưng mà mấy bạn xài loại 1 như vậy thì cạnh tranh với lại mấy cái hàng bình dân 180, 200 là dư sức. Nó lên mỗi bên nó được 30 rồi nè. Rồi lên thêm chút xíu nữa là xong. Thì cái cách canh của mình nó là như vậy. Mình sẽ không phụ thuộc vô cái cà phê. Mình sẽ chỉ có lấy nước không thôi. Nó cái ly màu rất là đẹp nha. Mỗi bên được 35. Tính luôn gần 30 hơn tí xíu. Tính luôn cái lớp bọt 30 hơn tí xíu thì hai bên là 60 đó. Đó, cái đó là cách làm của mình, cái đó là cách canh nước của mình. Còn ai thích xài cân thì cứ xài. Quan trọng là cà phê ngon là được. Thì đó mọi người cứ thoải mái nha. Rồi nhớ với mình nha, nếu mà cài bên phải thì nó sẽ tự động nó copy sang bên trái, còn nếu mà cài bên trái thì nó chỉ dính bên trái thôi, chỉ có bên trái lưu thôi. Rồi cảm ơn mọi người, máy pha Vega Pegaso bên mình bán giá 70, còn các bạn nâng cấp này thì 80, phải đặt hàng mới có. Nâng cấp cái hai cái cần sữa nè với lại hai cái tay cầm bằng gỗ. Rồi ai cần máy Vega Pegaso cứ liên hệ với mình nha. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người sau.